Vừa mới ngay tuần trước thôi là mình đã có làm về một mẫu màn hình với độ phân giải là 2K chỉ khoảng hơn 5 triệu đến 6 triệu đồng. Và anh em biết điều gì không? Và sau khi mình xem lại, mình phát hiện ra có một mẫu màn hình nữa cũng tương tự như thế. Tất nhiên thì cái mẫu màn hình này nó sẽ rơi khoảng chừng là chưa đến 6 triệu đồng. Cụ thể nó sẽ vào khoảng chừng là 5 triệu 9 đến 6 triệu. Thôi thì mình cứ gọi tròn luôn là màn hình với tầm giá khoảng chừng là 6 triệu đồng. Và đến từ một thương hiệu thì anh em nào mà đã mua đồ của hãng này rồi, đặc biệt là camera họa, thì sẽ biết đó chính là MSI. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một mã màn hình đến từ thương hiệu của MSI nhé. Và khi mà chúng ta đã nói đến cái mẫu màn hình để phục vụ cho nhu cầu là chơi game đi, mình đã có đọc được một cái bình luận ghi ở đây ấy, là màn hình 27 inch thì chỉ hợp là để chơi một số những tựa game kiểu như là tựa game MOBA, những tựa game thế giới mở thôi. Chơi tựa game FPS thì là 27 inch hơi to một chút. Nhưng đối với mình, một mẫu màn hình 27 inch nó sẽ phục vụ tốt cho cả nhu cầu là chúng ta làm việc nhiều thứ hơn. Thứ nhất là chúng ta chơi game được này, và cái thứ hai nữa là nó sẽ phục vụ cho nhiều thứ. Đấy, đại loại như thế. Thì cái mẫu màn hình của MSI này với kích thước là 27 inch thì độ phân giải chắc chắn sẽ phải là 2K rồi. Tầm khoảng chừng gần 6 triệu đồng mà không phải 2K thì người ta cười cho đúng không? Thì tần số quét sẽ đạt được là 180Hz. Và cái tấm nền được sử dụng ở đây là Rapid IPS, nhưng mà thôi, mình cứ gọi là tấm nền IPS đi. Những cái thông số có thể nói rằng rất ok ở trong tầm giá, bởi vì là 27 inch to, độ phân giải là Quad HD là đương nhiên rồi, thì chúng ta dùng nhìn nó sẽ không bị mờ. Tần số quét là 180Hz, bây giờ cần tấm nền có tần số quét cao. Và cái tấm nền được sử dụng ở đây là IPS, nhìn nó ngon. Đó là những cái thông số nó rất chi là hợp lý. Và mình sẽ đo đạc cho anh em thấy được rằng là những cái thông số, những cái phần cứng nó đã ok trên giấy tờ, thì khi mà đo ra thì sẽ ra sao. Sau khi dùng Spider Eli đo thì mình đã có kết quả ở đây là chúng ta sẽ có 100% giải màu sRGB, 87% giải màu Adobe RGB, 94% giải màu DCI-P3 và 85% giải màu NTSC. Về phần cái giải gamma mình đo được ở đây thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy được là với cái độ sáng khoảng chừng 80% thì cả gamma 1.8 lẫn gamma 2.2 thì đều khá là sát với cái đường mình đo. Thế nên là khi mọi người sử dụng thì cũng có thể cân nhắc. Tuy nhiên thì có một cái điểm đặc biệt này. Đấy, nó cao những gì mà nhà sản xuất công bố. Ở đây là cái độ sáng thấp nhất là 52 nit. Tuy nhiên cái độ sáng cao nhất đạt được ở đây là 520 nit. Màn hình này cực kỳ sáng. Còn cái wifi ở đây sẽ là từ 6600 cho đến là 7000. Về độ ở đây là về phần độ select màu sắc thì mình để tất cả những cái setting là có sẵn, thì mọi người có thể nhìn thấy những cái màu xám này nó sẽ cao hơn bình thường một chút. Cái lý do đơn giản bởi vì đây là màn hình phục vụ cho nhu cầu gaming, thế nên là những cái phần màu đen hay là phần màu xám thì thường sẽ bị đẩy cái phần màu sắc lên cao hơn để đảm bảo được rằng là khi mà chơi game là sẽ có cái hiệu quả tốt nhất. Lý do mình biết được điều đấy là do mọi người nhìn cái màu 1F này. Thông thường thì màn hình IPS thì cái màu 1F này nó sai cực kỳ nặng luôn, nhưng mà ở đây là chúng ta có 1.53 thôi, thì nếu như chúng ta cân lại ấy, thì cái phần độ chính xác màu sắc này nó sẽ còn tốt hơn nữa. Thế nên là ở đây cái con số trung bình mình đo ra được là 1.46, nó vẫn rất ngon để chúng ta có thể dùng. Bạn nào mà xem phim hay là làm một số những cái công việc khác thì cân nhắc có thể là cân lại màu để cho cái hiệu quả là tốt nhất. Thì sau khi mình đo xong thì mọi người có thể thấy được rằng là có một cái lợi thế rõ ràng của em này, đó là cái độ sáng màn hình là rất cao, hay thậm chí là ngay trên cái giấy tờ của hãng cũng ghi là độ sáng của em nó là 400 nit. Thì ở đây là một trong những màn hình có tấm nền IPS, mình đánh giá độ sáng khá cao. Nó sẽ rất là hợp ở trong những cái môi trường có ánh sáng phức tạp, ví dụ như kiểu anh em làm việc ở trong studio này, hay là anh em thường xuyên bật rất nhiều đèn để chơi game, hay thậm chí là kiểu là livestream game cũng được, thì cái mẫu màn hình này nó vẫn sẽ đáp ứng được cái nhu cầu là cái độ sáng lớn cho anh em sử dụng. Tất nhiên thì trong cái quá trình chúng ta sử dụng buổi tối này, nó chơi game này, thì anh em nên hạ độ sáng màn hình xuống để đảm bảo được cái việc là chúng ta chơi game lâu sẽ không bị đau mỏi mắt. Đây là một điều mà anh em nên làm. Rồi thì quay trở lại với cái câu chuyện là chúng ta những thông số đo ok như thế rồi thì chơi game thì nó sẽ như nào. Thì với chính xác nhé, là đúng là 24 inch thì chơi game sẽ ngon hơn. Nhưng đối với màn hình 27 inch, anh em có một cái góc ngồi nó chuẩn chỉ ấy, thì việc mình trải nghiệm những cái tựa game online, những cái tựa game FPS ấy, nó vẫn cho mình trải nghiệm là rất tốt. Bởi vì mình là một người
chơi khá là nhiều game, và chủ yếu là chơi những cái tựa game FPS và tựa game MOBA thôi. Thì mình là một người thường xuyên kéo hết cái setting của game ấy, kéo cao nhất có thể để mình thấy được là cái hình ảnh, cái màu sắc nó đẹp để chơi. Thì em này đáp ứng được này, cái tần số quét 180Hz. Mình nghĩ là anh em sẽ cần phải cân nhắc lên những cái mẫu card họa như kiểu RTX 4060 trở lên thì để có thể kéo được em nó ở hầu hết game. Nếu như mà tốt nhất thì sẽ là RTX 4060 Ti thì kéo nó sẽ ok hơn nếu là anh em dùng card đời mới. Còn khi mà những mẫu card đồ họa cũ thì như kiểu RTX 3070 trở lên là đã có thể kéo được là 2K 180Hz rồi. Đấy là về việc là anh em khi mà mua em nó về thì sử dụng ra sao. Còn bây giờ mình sẽ miêu tả thêm đi cái ngoại hình của em nó. Bởi vì mua màn hình về anh em vẫn cần thêm cái yếu tố là ngoại hình. Thì em này có cái ngoại hình nhá, mình đánh giá là khá ok. Ở phần mặt trước ở đây mọi người có thể nhìn thấy được là chúng ta sẽ có ba cạnh viền. Ba cạnh viền đây sẽ là ba phần cạnh viền mỏng và bên dưới là logo của MSI, phần viền bên dưới sẽ dày hơn. Nơi đây là để cho làm dày hơn, nó cũng sẽ có yếu tố khá tốt như kiểu là chúng ta sử dụng này. Khi mà anh em lắp ấy, chẳng may phần này nó bị va bên dưới thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái phần độ bền của sản phẩm. Đi kèm theo đó là một cái chân đế, thì cái chân đế này thì sẽ là chân đế thôi, thì mình cứ gọi chân đế theo kiểu dạng nó hình chữ nhật đi, thật ra nó không phải chữ nhật đâu, nó hình thang cơ, nhưng mà thôi kệ đi. Thì cái dạng chân đế này thì mọi người có được một cái chân đế đi theo kèm là rất tốt. Việc chúng ta quay trái, quay phải, quay hai bên này, nâng lên, hạ xuống đều đáp ứng được. Và thậm chí là nếu như mọi người có muốn quay dọc thì em nó cũng sẽ có hỗ trợ quay dọc luôn. Và những chân đế thế mình nghĩ rằng nó sẽ đáp ứng được tốt cái nhu cầu sử dụng của chúng ta rồi. Còn anh em nào mà muốn có cái nhu cầu cao hơn này, thay đổi nhiều góc độ kéo ra kéo vào, thì một cái màn hình nó sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn đề mà anh em đang mong muốn ở một mẫu màn hình sử dụng một cách đa dụng. Vậy thì tổng kết lại đi, với khoảng chừng là 6 triệu đồng chúng ta có một mẫu màn hình với cái độ sáng là rất lớn này, tần số quét là 180Hz, Quad HD và IPS, thì đối với anh em thì đấy có phải là những cái thông số hay những cái điều mà anh em mong muốn ở một mẫu màn hình hay không? Nếu có thì dĩ nhiên rồi, hãy đến ngay với TNC để có thể là trải nghiệm cũng như là mang luôn nó về nhà. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở trong những video sau.